tác phẩm đoạt giải vàng tại Liên hoan Truyền hình Toàn quân lần thứ 9. Đất thao trường. Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt. Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, nơi trung đoàn 102 thuộc đoàn B08 binh đoàn quyết thắng đóng quân. Đường cơ động của xe tăng ra thao trường luôn bị nghẽn tắc do người dân lấn chiếm vỉa hè. Khi tấc đất bỗng nhiên trở thành tấc vàng thì muôn vàn sự việc đã nảy sinh. Dưới cái nắng gần 40 độ C, thành viên kíp xe, cán bộ đơn vị và người dân lấn chiếm đều bức xúc. Phải có cái đường đi riêng của tăng nhưng mà phải đổ bê tông hay làm thế nào để cho nó người dân nó đỡ khổ. Anh bảo nếu như nhà em mà không làm cái bê tông này thì đi qua đây nó sẽ lầy lội, suốt ngày lầy lội, làm sao người dân có thể là sống được. Dù khó khăn đến đâu thì công tác huấn luyện vẫn phải được tiến hành. Các phương án được hình thành, đưa vào thực hiện, từ việc giải rơm rạ, cành cây, vải lót đường để cơ động xe ra, đến tổ chức thuê xe ca mát cõng xe tăng ra thao trường để huấn luyện đang được đơn vị sử dụng. Biết là bất cập, tốn kém, thiếu an toàn, nhưng không còn cách nào khác. Mỗi khi triển khai đưa xe ra, đường ùn tắc, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vất vả, lo lắng trăm bề, từ lãnh đạo chỉ huy các cấp đến người chiến sĩ đều trăn trở, căng thẳng. Xe ra được thao trường, bình thường sau buổi tập sẽ cơ động về nhà xe tại đơn vị. Này thì khác, không phải mỗi lúc cõng ra cõng về, vừa tốn kém, vừa dễ mất an toàn, nên đơn vị đã phải sử dụng biện pháp trông xe tại thao trường. Thế là lại phải đưa bộ đội ra canh gác, ngày qua ngày, đêm qua đêm. Sự vất vả cứ thế chồng chất mãi lên. Trước kia chúng tôi là mỗi lần mà có tình huống đi bắn hoặc là đi tập bày lái là xe cơ động từ đơn vị xuống đây trường bắn, tập bắn xong, tập lái xong chúng tôi lại cơ động về. Về ngày xưa là con đường nó rất thông thoáng, tức là dân chưa trồng cây cũng như là xây tường bao lấn chiếm đường cơ động của chúng ta. Hơn nữa là một số đường bây giờ họ đổ bê tông cũng như giá phan. Nếu muốn cơ động qua thì lại phải mất cả ngày cả buổi. Như năm ngoái chúng tôi xuống đây là phải mượn coi như là băng tải của mỏ đá lát để cho xích xe đi mới được. Vấn đề cơ động xe công trình ra thao trường huấn luyện của Trung đoàn Công binh 299 cũng đang gặp khó khăn. Xe chở phương tiện kỹ thuật lớn, thao trường xa, dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mưu sinh. Đường nhiều đoạn chảy nhựa, đổ bê tông, nên khi xe bánh xích cơ động gây hỏng mặt đường, căng thẳng với dân, với ngành quản lý đường bộ. Trăm thứ khó khăn dồn lên đôi vai người lính, huấn luyện sao đây? Xử lý các mối quan hệ với dân, với các ngành liên quan sau đây đang là một bài toán khó. Điểm cao 55, 10 giờ sáng. Các thành viên khẩu đội pháo của lữ đoàn 241 đang say sưa luyện tập. Từng khẩu lệnh vang lên rành mạch, các vị trí răm rắp theo tiếng hô dõng dạc của người chỉ huy. Mọi động tác thuần thục tưởng như chẳng vướng víu gì thì đột nhiên ở khẩu đội 1, pháo 37 ly liên tiếp có tiếng thông báo không lấy được tầm, được hướng vì có vật cản che khuất. Đây là một tình huống rất khó xử lý của đại đội 73 lữ đoàn 241 trên điểm cao 55. Hiện nay ở trên cái hướng 34, hướng bắn chính của đại đội. Hiện nay là theo thời gian thì cái cây nó càng ngày nó càng cao lên và ảnh hưởng trực tiếp đến xạ giới về tầm, về hướng và ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu của đại đội. Thao trường huấn luyện của các đơn vị trong binh đoàn hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn. Các đơn vị đã phải khắc phục bằng nhiều biện pháp. Trên thao trường, mồ hôi người chiến sĩ ngày càng đổ nhiều hơn. Mỗi mùa huấn luyện, chỉ huy các đơn vị, mỗi người chiến sĩ đều phải căng hết sức lực để có được kết quả tốt nhất. Thời gian gần đây, khi vấn đề đất càng ngày càng nóng, thì đất thao trường cũng chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ. Tại khu vực thao trường Trung đoàn 165, đoàn B12, rác thải của thành phố đã tràn ngập ra bãi tập của bộ đội. Nhân dân và bộ đội tại xã Bắc Sơn, Sóc Sơn đã gần 10 năm nay phải sống chung với rác. Mùi xú uế đặc thù của rác thải thành phố luôn là nỗi kinh hoàng với bất kỳ ai sinh sống trên địa bàn này. Đội quân rác cứ ngang nhiên tồn tại và xâm lấn đất thao trường. Người dân nhiều khi đã bị cuốn vào lợi ích mà bất chấp, thậm chí cả sự an toàn sinh mạng của mình khi lấn chiếm trồng cấy trái phép trong khu vực thao trường. Có thời điểm, bộ đội mỗi khi ra thao trường, chỉ huy các cấp luôn phải lo lắng, căng thẳng. Vẫn là câu chuyện đất thao trường. Người thanh niên khôi ngô này hẳn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc đời nếu anh không cùng bè bạn vào thao trường nhặt kíp đạn và các vật chất khác. Một tiếng nổ vang lên, một bàn tay lìa ra khỏi cánh tay. Có bồng bột nào phải trả giá đắt đến vậy? Bây giờ phải ở nhà mưu sinh khi bạn bè bay nhảy,
người thanh niên này mới thấm thía sự thiệt thòi. Em đi chân trâu chân bò thì là vào trong chỗ đơn vị trường bắn ấy, thì là nhặt được cái kíp, không biết được kíp thì chẳng may nó nổ. Nhưng bây giờ nhiều việc sử dụng đến cái tay của mình mà không có bàn tay, thế nên là rất chi là bất tiện. Ý thức được vấn đề đất thao trường sẽ nóng và thậm chí ngày càng nóng, nên Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị phải sớm nhận thức rõ và xử lý thật thấu đáo vấn đề trên. Phương pháp nào cũng phải đặt lợi ích của dân và mối đoàn kết quân dân lên hàng đầu. Các hội nghị với sự tham dự của chính quyền địa phương, các hộ dân liên quan tới đất thao trường liên tục được tổ chức. Khi mà người dân ý thức được lợi ích của họ cũng như tầm quan trọng của công tác quốc phòng, trong đó có vấn đề đất thao trường, thì mọi việc sẽ dễ tiến hành hơn. Đặc biệt, đội ngũ sĩ quan trẻ, những người ở cơ sở, những người trực tiếp lăn lộn trên thao trường phải nhận thức đầy đủ, thấu đáo, thấu lý đạt tình các vấn đề liên quan đến đất thao trường. Đã có thời điểm, bà con phố Cỏ, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, nơi giá đất đang tăng vùn vụt, luôn đặt ra vấn đề thao trường của bộ đội cần gì phải mở rộng. Ở những nơi chưa có tường bao, dân cứ điềm nhiên ra vào, thậm chí dựng lều lấn chiếm. Ngay sát trường bắn của trung đoàn 209 là đất của dân. Bộ đội bắn, dân vẫn canh tác ngay sát bia. Việc đảm bảo an toàn là rất khó khăn. Nhận thức rõ điều đó, lãnh đạo binh đoàn, sư đoàn đã nhanh chóng chỉ đạo vận động nhân dân xử lý vấn đề trên. Khi lòng dân được khai thông, mọi khó khăn đều được giải quyết. Hàng nghìn mét đất đã được các hộ dân và chính quyền bàn giao cho bộ đội. Tình cảm và sự hy sinh của nhân dân ở đâu, ở nơi nào cũng thật lớn lao, khó nói hết thành lời. Cái diện tích của mảnh đất này là trên 1.000 mét vuông. Thế thì do cái trước ấy là địa phương chúng tôi đã giao cho một số dân trồng cây trên mặt đất này. Thế vừa qua ấy là được cái sự quan tâm của quốc phòng cũng như là mở rộng cái diện tích để nhằm phục vụ cho bộ đội làm cái thao trường. Thế thì qua quá trình là giữa địa phương ấy, trung đoàn 209 đã ngồi và đi đến thống nhất với nhau là chuyển nhượng lại cái phần đất này cho trung đoàn để nhằm mục đích phục vụ đào tạo bộ đội. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Binh đoàn quyết thắng, binh đoàn chủ lực cơ động của bộ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất trên giao, thì vấn đề đảm bảo thao trường huấn luyện cho bộ đội một cách tốt nhất luôn được đặt lên hàng đầu. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, vấn đề thao trường huấn luyện đang được các đơn vị và Bộ Tư lệnh Binh đoàn chú trọng giải quyết một cách thống nhất và có hiệu quả. Vượt lên các nguyên nhân chủ quan, khách quan, với phương châm lấy dân làm gốc, nâng cao chất lượng huấn luyện chính quy cho bộ đội phải khoa học, tỉ mỉ, cụ thể. Các thao trường huấn luyện của binh đoàn đang được kiện toàn, nâng cấp, làm mới một cách có hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan cấp trên luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát vấn đề trên. Từ thực tiễn địa bàn và yêu cầu huấn luyện của mỗi đơn vị, các thao trường đủ quy chuẩn phải đảm bảo tốt công tác an toàn được xây dựng và đưa vào sử dụng. Hiện nay, hệ thống thao trường bãi tập của binh đoàn đã được kiện toàn theo hướng chính quy hiện đại. Nhiều thao trường được cơ quan cấp trên đánh giá cao, được đưa vào sử dụng trong những cuộc hội thi, hội thao diễn tập lớn. Vấn đề đất thao trường mà binh đoàn đã xử lý có thể coi như một điển hình tốt, đúng hướng, đúng với sự chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và Bộ Quốc phòng. Cùng với việc hỗ trợ của trên thì quân đoàn cũng tích cực bỏ công sức của mình ra, kinh phí ra, rồi là phối hợp với địa phương để mở rộng thao trường, xây dựng thêm thao trường, củng cố thêm thao trường. Chính vì vậy cho đến nay tất cả các đơn vị, các đầu mối của quân đoàn đều có thao trường, có trường bắn. Đất thao trường luôn tiềm ẩn sự xâm lấn, khai thác, trồng cấy trái phép của các tập thể, cá nhân, có thể gây mất an toàn trong công tác huấn luyện, nhất là những cuộc diễn tập bắn đạn thật. Nên câu chuyện đất thao trường chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp. Riêng đối với binh đoàn quyết thắng, đất thao trường đã và đang từng bước đi vào quy củ, ổn định lâu dài. Để có được các thao trường huấn luyện hiệu quả như hiện nay, các đơn vị trong binh đoàn đã biết phát huy truyền thống vẻ vang của mình, luôn tin tưởng và dựa vào nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, tuyên truyền vận động người dân ý thức tầm quan trọng của công tác quốc phòng,
để người dân hiểu và đồng thuận với bộ đội. Thời gian tới, các cấp lãnh đạo, chỉ huy chiến sĩ trong toàn binh đoàn phải tiếp tục nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả vấn đề quản lý lâu dài, sử dụng đúng mục đích đất thao trường, điều kiện quyết định tới chất lượng huấn luyện của bộ đội. Chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn.